Xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Long Việt Bất Động Sản ngày hôm nay. Hôm nay anh em chúng tôi đã có mặt tại thôn 12, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Khu vực này có thể gọi là dân ở quanh Tam Điệp đây có quen gọi là khu vực Quèn Thở. Đây là trong một cái thung núi, rất nhiều đồi núi và rất là, các bạn thấy là đồi núi rất đẹp đây, rất là hoang sơ, không khí trong lành. Ngày hôm nay anh em chúng tôi giới thiệu đến các bạn một mảnh bất động sản tại thôn 12, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp. Tôi đọc luôn thông tin mảnh đất bất động sản này cho các bạn được biết. Mảnh bất động sản này nằm tại thôn 12, có diện tích là 500m², đất ở tại nông thôn, tức là đất xây dựng, đất xây nhà là 300m, đất trồng cây lâu năm là 200m², tổng diện tích ở trên bìa là 500m². Và ngoài ra thì phía đằng sau, đây, nói luôn là đây là mặt tiền của cái mảnh bất động sản đây. Anh quay rộng ra một chút đây cho mọi người cùng xem. Thì phía sau kia thì là còn phần đất khai hoang còn khoảng 5.000m nữa. Có nghĩa là mảnh đất này tổng diện tích có thể sử dụng là 5.500m. Mặt đường bê tông, chúng tôi đang đứng đây, mặt đường bê tông đây là có mặt tiền là 60m. 60m mặt đường. Con đường bê tông này thì là chạy thông từ cái đường của thôn 12 đi vào trong phía tây tôi chỉ đây là hướng đi vào khu sinh thái của nhà anh chị Năm Yến, khu sinh thái Quèn Thở đấy. Nhiều bạn ở Tam Điệp và có thể là của Ninh Bình rồi có thể các tỉnh khác cũng đã biết đến cái khu sinh thái của anh Năm Dê. Thì từ đây vào trong đấy của nhà anh Năm Yến ấy, thì là chỉ khoảng 200m thôi. Vị trí tôi đang đứng đây là ngay trước mặt đây là chính là cái thửa đất muốn giới thiệu đến các bạn đây. Mời các bạn có thể chúng ta đi sâu vào trong một chút để tham quan chi tiết hơn. Thì đây là con đường vào. Khu vực này đồi núi nên là cái con đường này nó hơi dốc lên một chút. Cảm giác như là đang ở Đà Lạt vậy. Vâng, chỗ này thì đã được gia chủ san một phần. Mà đi lên trên cái vị trí này thì chúng ta thấy một cái địa thế rất là đẹp, rất là cao. Đây là giống như là một cái sườn đồi thì đã được san tương đối là đẹp rồi. Đằng sau đây là một cái quả đồi vừa phải thôi. Vị trí rất là đẹp và trước mặt kia cũng là một cái dải núi. Khu vực Quèn Thở này thì nó còn gắn liền với cái lịch sử nữa. Nên là tôi thấy là những năm gần đây thì bên ngành giáo dục cũng đã có những cái liên kết để cho học sinh trải nghiệm. Và thực sự thì cái khung cảnh, cái không gian, cái không khí ở đây cũng cho thấy rất là tuyệt vời. Với cái diện tích của mảnh đất này 300m để có thể xây nhà thì thực sự là tuyệt vời để cho cô bác anh chị nào có nhu cầu vào đây xây dựng một cái khu, chỉ cần xây một cái nhà để giống như là nghỉ dưỡng cuối tuần cho gia đình hoặc là cho các bạn tham quan. Như tôi đã nói vừa nãy thì cách đây chỉ 200m thôi là sẽ vào đến cái khu sinh thái của nhà anh chị Năm Yến, có thương hiệu là Năm Dê đó. Thì chúng tôi đã có những video giới thiệu về cái khu vực, cái khu sinh thái Quèn Thở của anh Năm Dê rồi. Thì chắc là các bạn cũng đã có bạn đã xem rồi. Thì rất là tuyệt vời, anh đã bỏ rất nhiều công sức và cho ra đời giống cái đứa con tinh thần của anh chị, rất là đẹp. Trải nghiệm leo núi, ngày xưa chúng tôi đi học là còn rủ nhau đi vào trong núi để có thể là lấy củi, chơi cả thăm hang động, và thậm chí là bây giờ nếu mà
mà vô tình mà lại tìm ra được một cái hang động nào giống như là hang động của Phong Nha Kẻ Bàng hay Sơn Đoòng gì đó thì lại nổi tiếng luôn. Thôi nói chung là chém gió một tí thôi, nhưng mà thực tế thì đây là một khu vực rất phù hợp cho các cô bác anh chị nào mà muốn làm trang trại, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, nhà vườn nghỉ ngơi, rất là tuyệt vời, không khí trong lành, yên tĩnh. Cái địa thế này xây nhà chắc chắn là sẽ rất là thích, tại vì là ơi có thể là rất tuyệt vời. Từ đây đi ra Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn thì khoảng 3 km, đi ra với con đường đường 1 thì khoảng đường quốc lộ 1A đấy, trung tâm thành phố Tam Điệp đấy, khoảng tầm 5 km. Cái khu vực này giao thông khá, đi ra đường 1 khoảng là 5 km. Đấy cũng là một lợi thế, tại vì chúng ta tránh cái ồn ào của chốn đô thị, của cái khói bụi, thì chúng ta vào trong này. Với cái diện tích mảnh bất động sản ngày hôm nay có diện tích 500 m² ở trên bìa và 5.000 m² đất khai hoang. Chúng tôi đang giới thiệu đến các bạn thì nói luôn với các bạn, giới thiệu với các bạn để cô bác anh chị nào quan tâm là cái giá của mảnh bất động sản này là có giá là 1.600.000.000 đồng. 1.600.000.000 đồng cho một cái bất động sản tại thôn 12, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, trên bìa đỏ là 500 m², và cái phần đất khai hoang có thể sử dụng là 5.000 m² nữa. Rất phù hợp với cô bác anh chị và gia đình nào muốn về đây để xây dựng một cái nhà, cái khu nghỉ dưỡng, hoặc là chỉ đơn giản là một cái nhà nhỏ thôi, làm vườn, làm trang trại cho vui. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn mảnh bất động sản này. Cô bác anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại của tôi là Tuân Sport 0964 320 888, hoặc số điện thoại của anh Long Việt 0859287777. Chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến để trải nghiệm và xem thực tế cái mảnh đất mà giới thiệu ngày hôm nay. Và tiếp tục con đường bê tông bên ngoài của cái mảnh bất động sản. Đồng hành với chúng tôi hôm nay là có anh Dỡ ngồi bên cạnh đây, thì tiện để giới thiệu với anh Dỡ luôn. Được. Cái con đường này là đi vào khu vực sinh thái của nhà anh Năm Yến ấy, anh Năm Dê ấy. Thì anh Dỡ anh chưa được vào bao giờ. Đây, con đường này là cái con đường cũ, trước đây thì anh Năm anh ấy đi con đường này, đi vào trong khu sinh thái của anh ấy. Là trước mặt chúng ta kìa, bên tay trái kìa. Tay trái kia là đường vào của khu, bây giờ cho anh vào trong đấy anh tham quan luôn. Thì bây giờ anh Năm đây anh ấy đã làm một con đường khác gần hơn, đi vừa nãy chúng ta đi từ ngoài cái vào nhìn thấy con đường bên tay phải ấy, thì con đường đấy là anh Năm Dây anh ấy tự làm từ bên ngoài đấy anh đi vào tiện hơn. Thì đây là cái đường xá ở quanh đây cũng rất là thông, rất là tiện. Cái mảnh bất động sản hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn, xin nói lại với các bạn là có diện tích là 500 m² và 5.000 m² đất khai hoang liền với đất luôn, có giá là 1.600.000.000 đồng. Đây, trên con đường này trước mặt chúng ta là ngã ba, bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái để đi vào cái khu sinh thái của nhà anh Năm Yến. Từ cái mảnh bất động sản mà chúng tôi vừa giới thiệu các bạn đi vào đây là khoảng 200 m thôi, đường đi khá là thuận tiện rồi. Anh chị Năm Yến anh ấy vào đây đã xây dựng khá nhiều công sức và tiền bạc. Thì như anh Tuân, anh em với nhà anh Năm Yến từ nãy giờ anh toàn chỉ nói nhà anh Năm Yến. Đây, anh Dỡ thấy chưa? Được. Đấy, đây là khu vực mà nhà anh Năm Dê đây này. Anh
nghe nhiều mà nay nhanh lên, vào đây này. Nhanh lên. Đúng rồi. Khách cũng không chờ lâu để xem dài như này đâu, đi nhanh lên. Anh cứ cảm thấy anh nhìn đây, nhìn trên cao nhìn xuống là thấy giống một cái thung này. Đây là một cái lòng thung anh năm anh ấy làm trồng cây rồi anh làm mấy cái nhà lá kia. Vào đây chỗ đại đi. Bên tay trái là nhà anh Năm Dê, bên tay phải là nhà anh Tiến Lý. À, đất cái mảnh bất động sản chúng ta gần với khu sinh thái Năm Dê. À, thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn. Chúng ta tư phải là hôm nay anh em chúng tôi giới thiệu đến các bạn mảnh bất động sản ngày hôm nay tại thôn 12 xã Đông Sơn gần với khu sinh thái quẹt thờ của nhà anh Năm Yến. Giá của mảnh bất động sản 500m2 mà chúng tôi vừa giới thiệu có giá là 1.600.000.000 đồng. Của ba anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại của tôi Tuấn Sport 0964320888 hoặc là số điện thoại của anh Long Việt 0985928777. Chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến trải nghiệm và xem thực tế cái mảnh bất động sản của các bạn có nhu cầu. Các bạn yêu mến, quan tâm, xin cho chúng tôi một like, một thúc, có nghĩa là một đăng ký kênh á. Và các bạn có ý kiến đóng góp hay là có thắc mắc gì thì hãy comment dưới video, chúng tôi sẽ trả lời các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Đưa tay chào các bạn. Xin chào tạm biệt.